Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành của Kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay của Tin Mới. Các bạn thân mến, báo hiệu một triều đại sắp tan vỡ trong những ngày thảm họa tại Trung Quốc. Trong những ngày qua, tại miền Trung Trung Quốc liên tiếp xảy ra những thảm họa không phải là tự nhiên mà chính là định sẵn ngày tháng của một triều đại sắp tàn. Những điểm lạ đã xuất hiện để cảnh báo trước người Trung Quốc ở gần đây như mưa máu tại hai tỉnh miền Trung Trung Quốc, dòng sông đỏ lừ như máu, nhưng có điều gì đó rất tồi tệ sẽ đến với người dân Trung Quốc và quan trọng nhất là thủy quái, núi lửa, sạt lở liên tục xuất hiện trên dòng sông Dương Tử. Đây là một điểm lạ hiếm có xảy ra của một quốc gia, mỗi khi những điểm lạ này xuất hiện đều báo hiệu những tai họa chuẩn bị sắp ập tới. Những cơn mưa xối xả liên tục trong hơn một tháng qua đã khiến cho nước dâng cao, nước lũ đã phá hủy nhiều công trình cổ kính và nhà cửa của người dân. Số người thiệt mạng và mất tích không thể thống kê được. Nếu trong vài ngày tới mưa tiếp tục không dứt sẽ gây ra thảm họa kinh hoàng cho người dân Trung Quốc. Đập Tam Hiệp đang đặc biệt nhận được sự chú ý của dư luận khi phải chịu sức ép lớn do lượng nước dồn về sông Dương Tử. Tình hình mưa lũ năm nay ở Trung Quốc được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 70 năm trở lại đây. Như quý vị đã biết, có khoảng 600 triệu người sống ở hạ lưu sông Dương Tử, trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Nếu đập Tam Hiệp, con đập nằm ở tỉnh Hồ Bắc bị vỡ, hậu quả xảy ra sẽ là ngoài sức tưởng tượng. Theo Nikkei cho biết, các chuyên gia thiết kế Trung Quốc đã tiến hành nhiều thử nghiệm mô phỏng để xem liệu hậu quả sẽ ra sao nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Thử cho thấy, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì 39,3 tỷ mét khối nước tràn xuống ngay lập tức sẽ biến Nghi Xương, Hồ Bắc thành bình địa với khoảng 700.000 người thiệt mạng. Một phần diện tích của các tỉnh Hồ Bắc, Trùng Khánh và Tứ Xuyên sẽ ngập trong đại dương nước ngay sau tình trạng vỡ đập sẽ là tình trạng lở đất nghiêm trọng. Theo các chuyên gia Trung Quốc, dòng lũ từ thượng nguồn đáng lo ngại hơn rất nhiều so với lượng nước tràn ra do vỡ đập. Nước từ thượng nguồn sông Dương Tử tràn về sẽ khan phẳng nhiều tỉnh thành ở hạ nguồn, thiệt hại về người và vật chất lúc này không thể đong đếm được. Kính thưa quý vị, trước những tin đồn đoán về con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ cho nay mai, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc mới ra một thông báo để trấn an lòng dân. Theo đó, tại Hoa Nam buổi sáng, thông luận viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra ngày hôm nay có một bài viết mang tựa đề "Tên lửa bắn vào đập Tam Hiệp chỉ như muỗi đốt thôi". Nội dung của bài báo này chắc hẳn mới nghe thấy cái tiêu đề người ta đã hiểu hết chẳng cần phải đọc. Chính quyền Trung Quốc khẳng định con đập này có sức chịu đựng cực lớn, đến mức tên lửa của các nước bắn vào chỉ như gãi ngứa mà thôi. Và rằng với chiều cao 181m và được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 463.000 tấn thép, đập Tam Hiệp được ví như một pháo đài thép khổng lồ. Bởi vậy, những thế lực nào đang có ý định phá hủy đập Tam Hiệp thì nên dừng ngay những ý nghĩ đó lại, bởi nó chẳng đem lại tác dụng gì mà còn gây thiệt hại cho bản thân. Những lời tuyên bố trên của chính quyền Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh được cho là con đập Tam Hiệp sắp đến ngày tận số. Bởi mực nước trên 250 con sông của Trung Quốc đang dâng lên mức quá cao, mức báo động đỏ và tiếp tục còn dâng cao trong tháng 7 và tháng 8 tới. Tất cả các hồ chứa của những con đập, trong đó có cả đập Tam Hiệp, cũng đều cao quá mức báo động đỏ. Điều này chứng tỏ chính quyền Trung Quốc cố tình trấn an lòng dân mà không chịu chấp nhận một thực tế vẽ bảng. Tờ Taiwan News ngày hôm nay ra thông báo nếu đập Tam Hiệp nằm ở các nước tư bản thì họ sẽ ngay lập tức thông báo tới người dân về sự nguy hiểm cận kề để cho người dân được biết. Sau đó họ sẽ hỗ trợ cho dân chúng khẩn cấp di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc thay vì đưa con dân của mình đi di tản thì họ lại cho trấn an lòng dân bằng cách lừa dối họ. Theo Taiwan News, chính quyền Trung Quốc nên khẩn cấp đưa 600 triệu người dân Trung Quốc đến một nơi an toàn, không nên đùa giỡn với tính mạng của 600 triệu người dân như thế. Tờ Taiwan News sau đó đã liệt kê hàng loạt những dẫn chứng cụ thể để khẳng định rằng chính quyền Trung Quốc đang lừa dối dân chúng.
Thứ nhất, nếu đập Tam Hiệp kiên cố như vậy, tên lửa bắn và đập chỉ như mũi đốt thôi, thì chính quyền Trung Quốc đâu cần phải hao tốn một lực lượng quân đội hùng hậu để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Lực lượng bảo vệ đập Tam Hiệp theo ước tính của nhà quân sự, chi phí mỗi năm tốn khoảng 200 triệu đô la. Số tiền này đã tăng lên thành 300 triệu đô la mỗi năm khi Đài Loan tuyên bố sẽ dùng tên lửa tấn công đập Tam Hiệp. Thứ hai, suốt nhiều ngày qua, chính quyền đã liên tục xả nước vì sợ đập Tam Hiệp không thể chịu nổi sức ép của 42 tỷ mét khối nước. Khi vượt đến ngưỡng 175 mét, mà vấn đề quan trọng nhất là không dám thông báo cho người dân biết về việc xả lũ này. Đến khi bị phát hiện rồi mới ra thông báo là xả lũ, nhưng không dám nói đúng ngày mà chỉ thừa nhận xả hai cửa xả lũ. Thứ ba, hình ảnh vệ tinh của Google đã tố cáo bờ đê đập Tam Hiệp uốn lượn như hình chiếc võng để cảnh báo người dân. Đó là sự thật không thể chối bỏ được. Tại sao Trung Quốc đòi kiện Google khi nói lên sự thật này? Nếu vững chắc thì đâu phải lo sợ, cuống cuồng lên như thế. Thứ tư, công ty quản lý thi công đập Tam Hiệp phải thừa nhận ở thời điểm của giai đoạn thi công vì thời gian gấp rút nên đã tiến hành xây dựng nhiều khâu không đúng với kỹ thuật ban đầu đề ra. Điều này sẽ dẫn tới sự đàn hồi của sắt, thép, bê tông không đúng tiêu chuẩn, gây nên sự uốn cong của một số đoạn đê mà Google đã chụp được. Những đoạn đê này sẽ không thể chịu được sức ép quá lớn của nước như động đất, sạt lở đất hoặc sóng thần gây ra. Quý vị thân mến, ngay sau khi tờ Taiwan News của Đài Loan đưa tin những nhận xét này, phía Trung Quốc đã có những lời đe dọa đến người đứng đầu của Đài Loan là bà Thái Anh Văn. Người phát ngôn Trung Quốc là ông Cảnh Sảng đã tuyên bố rằng Đài Loan nói sao thì nói vẫn là người của Trung Quốc. Người đứng đầu của quốc đảo này không nên dung túng cho những luận điệu xuyên tạc nói trên. Một mai Đài Loan và Trung Quốc với một nhà, những tờ báo đại loại như thế sẽ không được nhà nước Trung Quốc tung hô, thay vào đó sẽ bị tẩy chay nếu không muốn nói là không còn đường sống. Rõ ràng rằng chính quyền Trung Quốc đang muốn du ngụ lòng dân bằng cách đưa ra những lời tuyên truyền về sự vĩ đại của quân đập Tam Hiệp. Nhưng điều đó có vẻ như bây giờ đã mất tác dụng với người dân Trung Quốc. Nếu như cách đây hơn một tháng, nhiều người dân Trung Quốc tin vào chính quyền, tin vào con đập thiên niên kỷ này là vĩ đại nhất trên hành tinh đến cả ngàn năm sau không vỡ. Nhưng thực tế hiện nay đã cho thấy, người dân có muốn tin cũng chẳng được. Chỉ riêng hai tuần qua trong tháng, hai trận động đất liên tiếp xảy ra trên đầu thượng nguồn đập Tam Hiệp cho xả lũ, người dân bị ngập chìm trong nước, không có lối thoát để di tản. Tin thảm họa, thủ đô Bắc Kinh tràn ngập châu chấu và nước biến thành máu. Kính thưa quý vị thân mến, tại thời điểm trưa ngày hôm qua, trung tâm thành phố Bắc Kinh bỗng tràn ngập châu chấu tứ phương đổ về, làm phi trưởng Bắc Kinh phải hoãn các chuyến bay vô thời hạn. Hiện nay, theo tin của chính quyền cho biết đã có rất nhiều tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc vì các tài xế tuy có mở đèn nhưng chẳng có tác dụng gì vì ánh sáng không đi xuyên qua được châu chấu, do đó tai nạn là không thể tránh khỏi. Có những xe bị bốc cháy dữ dội vì cú va chạm mạnh, cảnh tượng xe tông nhau liên hoàn trên đường dài cả mấy cây số. Hiện nay các con đường huyết mạch đều bị tắc nghẽn, đường hàng không bị hoãn vô thời hạn. Theo như chúng tôi được biết, chính quyền đang huy động quân đội hỗ trợ trực thăng có gắn hệ thống phun thuốc để diệt châu chấu. Tuy nhiên với số lượng châu chấu dày đặc thì công việc đó chẳng khác nào đem nước đổ biển. Đã có một chiếc trực thăng bị rơi xuống do lượng châu chấu bay vào động cơ làm tắc nghẽn và máy ngừng hoạt động. Hiện nay, theo thông báo của chính quyền các cấp là tất cả phải ở trong nhà, tránh bị ngộ độc và vì hít phải thuốc xịt của phi đội trực thăng đang làm nhiệm vụ. Thành phố Bắc Kinh đang chìm trong nỗi kinh hoàng như thời của ông Bosi trừng phạt Ai Cập và làm châu chấu rắn rết xuất hiện khắp thành phố và nước biến thành máu. Tuy nhiên, số lượng châu chấu đến giờ này bị nhiễm thuốc rơi xuống là rất nhiều, có con vẫn còn cử động nhưng khả năng bay là không thể. Đã có rất nhiều châu chấu bị rơi xuống cống nước làm hệ thống nước thải bị tê liệt và hiện tượng nước sình phun lên từ cống làm bốc lên mùi hôi thối cực đỉnh. Qua một thời gian thì xác của con châu chấu ngấm nước, ngấm hóa chất nên phản ứng của hóa học là chuyển hóa ra màu đỏ. Hiện tại, chính quyền đang rất bế tắc trong tình huống xử lý này vì các hệ thống nước đều xảy ra một màu đỏ, mùi tanh như máu. Trong năm nay, Trung Quốc đã phải gánh chịu rất nhiều tai ương như lời nguyền trong vụ Thiên An Môn.
vì chính quyền Trung Quốc dùng xe tăng chiến đấu với các sinh viên tay không và cuối cùng dùng xe tăng bắn thẳng vào nhóm người biểu tình, rồi dùng xe tăng cán lên người đã chết và bị thương, biến quảng trường Thiên An Môn thành sông máu, bao oan hồn không siêu thoát được. Sau đó, hiện tượng châu chấu và nước máu là do ứng nghiệm mà ra. Ngoài mưa nước, người ta còn ghi nhận rất nhiều hiện tượng dị thường khác như mưa ếch, mưa cá, thậm chí là mưa máu. Thời tiết có thể rất bất thường, nhưng chúng ta luôn luôn kỳ vọng nó rơi vào một trong số những khả năng nào đó. Nhưng đôi lúc, mọi sự có thể trở nên khá huyền ảo. Trên thế giới, có một số hiện tượng thời tiết rất kỳ lạ của chúng. Mưa máu là một trong các ví dụ. Sau đây là một số hiện tượng thời tiết dị từng được ghi nhận trong lịch sử mưa máu. Hiện tượng này có thể làm dấy lên nhiều nỗi e ngại. Mưa máu phổ biến đến mức nó hẳn có một trang Wikipedia cho riêng mình. Trường hợp điển hình nhất là vào năm 2001 khi một cơn mưa lớn màu đỏ đổ xuống bang Kerala của Ấn Độ. Nếu bạn lo sợ rằng cơn mưa này mang theo dịch bệnh của người Ai Cập cổ đại hay điều này báo hiệu một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh thì bạn có thể bình tĩnh lại được rồi. Các nhà khoa học đã chứng minh một loại tảo siêu nhỏ màu đỏ và nguyên nhân đằng sau loại hiện tượng này. Mưa ếch, mưa chim, mưa cá. Hiện tượng lạ lùng này thường xuất hiện tại nước Anh vào năm 1996. Một cơn mưa ếch đã trút xuống thành phố Llandewy, xứ Wales. Sau đó không lâu vào năm 1998, nó lại xảy ra ở London. Trong năm 2010, bang Arkansas của nước Mỹ đã phải hứng chịu một trận mưa chim khi xác nhận những con chim két liên tục rơi xuống trong khu vực rộng khoảng 2 km của thành phố Bibi. Một điều tương tự xảy ra với một bài chim bồ câu ở Ý vào năm sau đó, nhưng điều kỳ lạ nhất phải kể đến là hiện tượng xảy ra ở Honduras. Hàng năm tháng 6, ngôi làng Yorol tổ chức lễ hội có tên là lễ hội mưa cá để đón một cơn bão thường niên, khiến hàng nghìn con cá rơi xuống đường phố. Các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về nguyên nhân gây ra những loại mưa động vật này. Chỉ có một giả thiết đơn giản là có vẻ như những cơn lốc xoáy đã kéo theo những con vật không may mắn này lên rồi thả chúng xuống một nơi nào đó ở cách xa hàng cây số. Hiện tượng Bunado. Hiện tượng này chắc chắn sẽ là cơn ác mộng cho những ai đối mặt. Bunado là hiện tượng những cột lốc xoáy cao đến hàng trăm mét được tạo ra bởi những con châu chấu đỏ. Cơn lốc xoáy này không di chuyển với tốc độ cao và gây thiệt hại như những cơn lốc xoáy thông thường, nhưng chúng cũng rất đáng sợ. Các cột lốc xoáy này là các cột khí nhỏ xoay tròn hình thành khi một khu vực trên mặt đất được hâm nóng nhanh hơn khu vực xung quanh trong một ngày nóng khô ráo. Cơn mưa keo kỳ lạ. Cơn mưa này xảy ra tại thành phố Oakville, nước Mỹ vào năm 1994. Cơn mưa đã trút xuống thành phố này không phải là nước mà là một loại chất keo sền sệt. Một người phụ nữ có tên là Sunny Bradcliffe cho biết đã rất bối rối vì ngôi nhà cô dường như là tâm điểm của sự kiện kỳ lạ này. Khi cô lấy hạt mưa keo có kích thước như hạt gạo đến cho viện sinh thái của tiểu bang, họ nhận thấy trong đó chứa vô số các tế bào nhưng lại không thể nói rằng đó là những tế bào gì. Giả thuyết được đưa ra đây là những mẩu vụn còn sót lại của những con sứa biển bị thổi tung trong các cuộc thử bom ở đại dương. Nhưng dù giả thuyết này có là thực đi chăng nữa thì như thế vẫn vô cùng kỳ lạ. Hiện tượng sao thạch. Hiện tượng sao thạch bắt đầu được ghi nhận tại Scotland từ thế kỷ 14 khi nhiều người dân nước này tìm thấy lượng lớn những chất nhờn nhớp nháp trong rừng, quanh hiên nhà của họ hay thậm chí ngay trong cây cối của họ. Có những người cho rằng đây là những gì còn sót lại trên mặt đất sau một trận mưa sa băng, nhưng không phải. Học giả John xứ Gardeston từ thế kỷ 14 từng tuyên bố đây là thuốc bôi trực tiếp điều trị chứng áp xe. Dù thế nào đi chăng nữa, những thứ xuất hiện trên cỏ, sao thạch và mưa keo ở trên đều có một hình dáng thật kỳ dị. Các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được tuyên bố cụ thể về nguồn gốc của chúng, bất kể những chất nhờn này bắt nguồn từ đâu. Nếu như bạn trực tiếp nhìn thấy chúng, bạn sẽ rất ghê rợn. Đứng trước tự nhiên, con người chúng ta còn quá nhỏ bé và ngoài kia còn rất nhiều hiện tượng khác nữa mà chúng ta chưa thể có lời giải đáp hoàn hảo. Chúng ta nên có một thái độ khiêm tốn và khách quan khi đối mặt với những hiện tượng kỳ lạ, siêu thường, như vậy mới có thể hiểu rõ hơn về thế giới. Thông tin trên cũng đã kết thúc video hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.